cơ quan của Tất Thắng là 10 năm công tác ở trên Mèo Vạc là có một chút quà. Có một chút quà. Mai anh em chị em đi xóa rồi. Nói chung là cũng không biết là nói cảm xúc nói như thế nào, nhưng mà chị em mình công tác với nhau cũng chục năm rồi. Rất là mong là em về công tác nơi công tác mới sẽ là khá nhiều thành công. Xin chào các bạn nha. Hiện nay tôi đang ở thị trấn Mèo Vạc. Đây chính là nơi mà Nguyễn Tất Thắng đã công tác và cống hiến hơn 10 năm ở trên mảnh đất này nha các bạn nhé. Và hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt các bạn ạ. Và tôi cũng rất là may mắn và vinh dự được Nguyễn Tất Thắng mời dự bữa cơm đặc biệt này nhé. Các bạn có biết bữa cơm này nó đặc biệt như thế nào không ạ? Đây chính là bữa cơm mà Nguyễn Tất Thắng chia tay các đồng nghiệp cũng như là anh em bạn bè ở trên Mèo Vạc để Nguyễn Tất Thắng sắp tới sẽ chuyển về nơi công tác mới các bạn ạ. Đó là Nguyễn Tất Thắng sẽ chuyển về thành phố Hà Giang nhé các bạn nhé. Mời các bạn cùng theo dõi và chúc mừng cho Nguyễn Tất Thắng nha các bạn nhé. Cũng giới thiệu luôn với các bạn là hôm nay đến dự với bữa cơm của Nguyễn Tất Thắng thì cũng có Thánh Chém nhé, một nhân vật rất là đặc biệt đấy các bạn ạ. Xin chào Thánh Chém. Sao nào? Vừa chiều nay. Vừa chiều nay à? Ừ. Khỏe chứ, dạo này khỏe chứ? Vẫn thế. Vẫn thế. Ôi, sức khỏe đến này. Ừ. Nhìn bắp tay thì biết. Ôi, đấy. Đúng là Thánh Chém gang giờ lúc nào cũng phong độ. Đấy, nhìn bắp tay thì biết mà. Rồi. Mai vào nhà Thánh Chém chơi tí nhỉ? Nhìn bắp tay thì biết ngay rồi. Đấy, nhìn cái tay là biết là khỏe rồi. Ngồi đây đi. Chém. Đây là. Đây là thứ mấy đây? Thằng này không? Ừ. Ôi, thằng này thằng thứ 5 rồi. Ôi, đi nhô mà, đi nhô mà. Đấy, ai ấy nhờ. Thằng Chém làm, ai ấy nhờ. Ôi. Đấy. Ờ, thế thì mẹ. Ờ, đấy. Ôi, đó, ồ, trắng nhờ. Phát được rồi. Ngồi nước anh. Rồi. Cứ đưa về đây là hot hết. Có gì đâu. Cứ vào tay là hot hết à? Ôi trời. Ở đây nuôi trên ba củ. À? Khi nào biết hot là khi nào biết hot là trên ba củ đúng không? Nó có hot mà nó có giá chín đâu. Đấy con hiện tại là con ở nhà là rẻ nhất là 30.000. Con đỉnh nhất là bao nhiêu? Anh Chém? Nghĩ Hải, con đỉnh nhất bây giờ là bao nhiêu? 16 triệu. À. Đấy, ngang cái mũ nồi nhá nhỉ. Ờ, mũ nồi thì phải bàn nó. Ngang mũ nồi đấy. Nó mà đã khổ, dỗ to lắm. Bỏ thuốc đi. Con nào sang chuyến Bắc Mê nhỉ? Bắc Mê á? Ừ? Vâng, chị đó. Sắp đua mảng đấy. Sắp đua mảng rồi à? Ừ, hôm nào sang làm quả đua mảng. Đông. Ở đâu Mèo Vạc sang thi đấu với lại Bắc Mê. Tập chơi Âu này. Chia tay chưa? Có 5 triệu. Vừa. Tại sao? Cơ quan của Tất Thắng là 10 năm công tác ở trên Mèo Vạc là có một chút quà. Mai anh em chị em đi xóa rồi. Đấy, thế là giám đốc sếp là quan tâm đến nhân viên như thế là rất là tuyệt vời rồi đấy. Đó. Ừ. Ừ. Rồi. Mời 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 mọi người đi nhờ. Rồi chúc mừng cho Nguyễn Tất Thắng nhá. Nhưng mà một tay vẫn phải uống rượu. Rồi. Chúc mừng cho Nguyễn Tất Thắng đã sau bao nhiêu năm cống hiến hy sinh tuổi xuân của mình. Và bây giờ đấy 11 năm chôn vùi tuổi xuân ở Mèo Vạc,
nay được về với vợ, gia đình và người thân. Đấy. Được hưởng rồi. Ngộ anh Xuân. Cảm ơn sếp nhá. Rồi. 1, 2, 3. Rồ. 2, 3. Rồ. 2, 3. Rồ. 2, 3. Rồ. Chúc mừng anh ạ. Rồi. Cảm ơn mọi người. Chưa bao giờ em xúc động. Thì mà anh em cơ quan và là ban lãnh đạo mà nó không phải thì bỏ qua cho nhá. Thì đấy hết sức bỏ qua cho. Thôi chúc mừng cháu đã về với cái tổ ấm của mình mười mấy năm rồi. Và con thì rất là mong đợi. Cái quá trình công tác thì không ai được hoàn hảo cả. Nên có cái điều gì mà nó không nên không phải thì bỏ qua cho anh em. Đặc biệt là chú. Chú cứ lường trước. Chú ơi, chú đã có phải chuồng nói chú, cháu phải chuồng nói cháu thì thôi chú. Đấy, đi công tác vùng cao là thế đấy các bạn ạ. Thực sự là tình cảm anh em ở trên này rất là gần gũi và thân thiện luôn đấy các bạn ạ. Thực sự là toàn những người đi làm ở xa thôi các bạn ạ. Toàn những người xa quê thôi. Do vậy cứ mỗi lần có người chuyển công tác là anh em trong cơ quan là cũng rất là lưu luyến và tiếc nuối các bạn ạ. Và rất là nhớ về nhau luôn đấy các bạn ạ. Cũng rất là mong là em về công tác, nơi công tác mới sẽ là phải đi công vẫn là trong công tác ngành văn hóa chị em mình chắc chắn là sẽ gặp nhau kiểu gì ngày sau tham dự liên hoan kiểu gì còn tới